Hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc tháo gỡ các điểm nghẽn đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Đồng Tháp, có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiên Nghĩa, Tổ trưởng Tổ triển khai đề án 06, lãnh đạo các sở ngành tỉnh và địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đảm bảo các điều kiện cần thiết để từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 chuyển đổi sang sử dụng VNEID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử để mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về quá đơn điện tử, nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử. Các bộ ngành địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động ra soát, khắc phục hiệu quả 6 nhóm vấn đề hạn chế như báo cáo của Bộ Công an đã chỉ ra, có lộ trình thực hiện về pháp lý, dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng số, an ninh, an toàn mạng, nguồn lực, chỉ đạo điều hành, dân dân. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6 với sự chủ trì của trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lê Thị Kim Loan. Các báo cáo viên được nghe ông Lê Thành Công, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy báo cáo chuyên đề về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, thời gian qua, hoạt động các tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường, tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành làm tốt việc đạo, việc đời, hướng dẫn tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tham gia tích cực, đóng góp thiết thực vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo chuyên đề tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động tại các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Trong đó, làm rõ thực trạng quy định pháp luật, hình thức xử lý đối với hành vi chậm đóng bảo hiểm. Qua kiểm tra cơ sở dược chất khu vực tổ chức in sao đề thi, khu vực đặt hội đồng chấm thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc phục vụ in sao đề thi, cũng như đảm bảo an ninh tuyệt đối khu vực in sao đề thi. Chuẩn bị tốt nhất điều kiện để cán bộ làm nhiệm vụ an tâm hoàn thành tốt công việc. Đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, có 555 thí sinh với 24 phòng thi, và trường Trung học phổ thông Đỗ Công Tường có 525 thí sinh với 22 phòng thi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quỳnh minh tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị của các điểm thi nói trên đồng thời lưu ý các đơn vị cần tiếp tục chuẩn bị hoàn tất các khâu tổ chức kỳ thi chuẩn bị chú đáo các điều kiện phục vụ cho kỳ thi như cơ sở vật chất ra soát hệ thống điện nước hệ thống camera theo quy định công tác bảo quản đề thi bài thi đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông dần dần. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp 10 vừa tổ chức bàn giao 3 căn nhà máy ấm tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại ấp 3, xã Đốc Binh Kiều. Mỗi căn nhà có diện tích 36m2, được thiết kế khung nhà cột sắt, mái lợp tôn, kinh phí là 35 triệu đồng một căn. Toàn bộ kinh phí xây dựng các căn nhà do Ni Sư Thích Nữ Như Châu, trụ trì Chùa Thanh Lập, huyện Tháp 10 vận động gia đình bà Trần Thị Bích Loan, cô Diệu Huệ tại thành phố Cao Lãnh, tài trợ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tổ chức phát động chương trình Người Việt đi du lịch Việt, Việt Nam tôi yêu trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể, các chương trình du lịch mới, các gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt nhằm gia tăng trải nghiệm của khách du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến, liên kết phát triển du lịch xây dựng phát triển thêm các chương trình du lịch mới an toàn thân thiện và chất lượng